Ok, xin chào anh chị em cái một tiếng nhé. Hôm nay sẽ là buổi nhận định thị trường ngày 25 tháng 5 năm 2023. Thì hôm nay là một phiên penny xanh điểm nhẹ và có sự phân hóa rất là rõ rệt. Hôm nay thì nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 400 tỷ, tập trung bán ròng ví dụ Hòa Phát, VND, Hoa Sen. Thì mọi người mở bảng này coi là mọi người thấy ha. Và có mua một số mã lớn VIX, Masan, BIDV, Vietcombank. Còn hôm nay á thì mọi người thấy phân hóa nè. Vietcombank tăng đúng không? BIDV tăng nè. Nhưng mà chiều giảm của mình cũng là banh, nhưng mà VPBank nè, STB nè, Công Thương nè, Ngân hàng Quân đội, MBBank nè, SB nè, mọi người thấy là cũng là dòng banh nhưng mà đều đứng ở hai góc luôn. Nên là hiện tại là thị trường đang phân hóa rất là nhiều. Mình thì ở cái vùng nhiễu này thì thật sự ra gọi là cố gắng đừng nên hoảng loạn quá và cũng không nên FOMO. Hôm nay thì vol có giảm hơn so với hôm qua rồi. Vol giảm thì cũng mình thì cũng ít khi nào đánh VSA, tại vì hiện tại á một số đội lái người ta cũng gọi là làm vol rất là rõ, gọi là làm giá rồi đã là một phần rồi, người ta còn làm vol đó, anh em hay gọi là quay tay á, như là muốn vol to là cho to luôn, break luôn, nhiều anh em bay vô mua là cũng đi. Nên là hiện tại vol ở mức này thì mình cho là mức trung bình chấp nhận được, tại vì vol to quá thì cũng nên, rồi vol nhỏ quá thì lại gọi là mất cầu thì lại càng đáng sợ nữa. Thì ở cái mốc mà 11 đến 12 ngàn tỷ như vậy thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà ở nếu mà thuần theo phân tích kỹ thuật á, thì cái khung ngắn mình thấy là có những cái tín hiệu khá xấu đối với penny. Tuy nhiên thì mọi người thấy phân hóa mà, nghĩa là mình nên nhìn cổ để mình đánh hơn là nhìn điểm số. Tại vì điểm số penny đã sideways là từ tháng 10 năm 2022 rồi, nghĩa là vẫn quay quanh một ngàn vùng 1040 tới 1080, là từ tháng 10 năm 2022 là đã vậy rồi. Tháng 10 vậy vị trí là khoảng tầm là 7 tháng đó, thì mọi người cứ cố gắng nhìn cổ thôi, chứ còn giờ mà nhìn VN đánh thật sự là khó. Tuy vậy nếu mà VN mà rớt á, thì có khoảng tầm là 80% cổ sẽ bị ảnh hưởng theo. Vì vậy mình vẫn nên quản trị rủi ro, quản trị về việc tỷ trọng vốn, đi vốn của mình. Mình có 3 điều mà ở trong thị trường này mình nên biết. Thứ nhất là về phân tích mã cổ phiếu và nhận định thị trường nhé, thì nó sẽ liên quan tới phân tích kịch bản và phân tích kỹ thuật, nghĩa là nói chung là nội dung và kiến thức mình phải biết là thứ nhất. Thứ hai á là cách đi vốn, và thứ ba là tâm lý. Ba cái này á là phải đi chung với nhau, nếu mà hiện tại ai mà đang thiếu cái nào đó thì mình nên bổ sung. Ví dụ như là đó, giải thích tại sao á có rất là nhiều anh chị em là phân tích được, phân tích đúng, nhưng mà khi mà đánh lại thua lỗ, tại vì sẽ có rất là nhiều thứ ảnh hưởng. Ví dụ như là về người ta nhận định đúng đúng không, nghĩa là kiến thức của người ta có đúng, nhưng mà người ta đi vốn sai, nghĩa là ví dụ người ta chịu không nổi người ta sẽ mua all in chẳng hạn, mạch riêng cái thứ đó là đi vốn sai, thì có thể là người ta thua lỗ, đó cũng là điều bình thường. Hoặc ví dụ người ta đi lệnh đúng rồi, các thứ đúng rồi, nhưng còn về tâm lý thì sao? Tâm lý thì sẽ có hai kiểu mà mọi người thấy rất là rõ trong cái đợt sập vừa rồi. Nếu ai dùng tiền thiệt, tiền không đi vay mượn, tiền của mình, và tiền thiệt không sử dụng máy xin, thì hầu như mọi người đều sống sau cái đợt sập vừa rồi. Còn nếu mà ai á, mà đi vay máy xin, thứ nhất, thứ hai cái tiền vốn của mình cũng đi vay nữa, thì là mình thứ nhất là mình bị áp lực về đồng lãi, mình đi vay ở ngoài. Thứ hai á là mình áp lực thêm một vấn đề là thời gian, và nếu mà áp lực cả về thời gian cả về lãi ở ngoài như vậy á, thì nó sẽ ảnh hưởng tâm lý của mình bị cao độ. Và lái thường họ hay kiếm những cái tâm lý đó, họ lấy đó làm vũ khí để đánh lại chúng mình đúng không, đánh lại nhà đầu tư đó. Thì sẽ có ba vấn đề để mình coi, còn nhiều như vậy thì cố gắng thôi, mình vẫn nghĩ là mọi người nên giữ khoảng tầm là 60 tới 70% cổ phiếu, nhưng mà phải từ 40 tới 50% là cổ phiếu phải sẵn sàng bán ra nếu mà thị trường có vấn đề nào đó, nghĩa là như thế nào thì mình sẵn sàng bán ra, đừng có bị kẹt hàng là mình sẽ ổn. Còn thời gian này thì nhiều cổ thì cứ đi ngang, nghĩa là mình cầm nhiều cổ ha, ví dụ mình cầm một thời gian đi ngang cái thị trường breaking cả, ví dụ IDC ai mà mua, ví dụ quanh đây thì vẫn giờ vẫn về bờ, mua ở đỉnh ở đây thì vẫn về bờ đúng không mọi người, đó mặc dù nhưng mà nhiều khi là mua ở đây nhưng mà mọi người là cắt ở ngay đây, hoặc là có thể là cắt hơn đó. Nói chung là thị trường đánh khá khó chịu nên là mình cố gắng mình tập làm quen. Rồi mình sẽ đi sơ bộ về một số mảng ngành thôi. Hôm nay thì mình sẽ không đi sâu về cổ phiếu lắm, thì mình chỉ coi về cung cầu này kia thôi. Ngân hàng trước đi, STB thì hôm qua mình có nói rồi nha, thủng cái mốc này thì mọi người nên cân nhắc.
mình sẽ không mua STB vùng này. Nếu mà muốn mua mà theo kiểu mà phản ứng á, thì mọi người canh vùng 26, mọi người có thể mua 26.1. Vietcombank thì cảng ở đây rồi. Bình thường mình hay chụp cho mọi người cái cảng của Vietcombank đúng không? Đây, 24.2, nói nhiều rồi. Và Vietbank thì sẽ quay thôi. Mấy bữa mình vẫn nói từ 18 tới 18.6, 18.7 gì đó. VB, những video trước mình nói rất là kỹ nha. VB 18.6 hỗ trợ. VDV hôm nay xanh này, nhưng mà hỗ trợ dưới này cơ. 242.8. Fcom hôm nay mình sẽ đi nhanh xíu nha, tại vì những video trước ai mà coi video hôm nay á, mọi người có thể là coi video trước một xíu. Ví dụ như là Techcombank thì ngày mai phiên ngày mai sẽ quyết định á, thì coi là có vượt được cản hay không. Nhưng ngày mai lại ở dưới mốc 29.5 thì 29.5 sẽ là mốc cản của Techcombank. Đa phần nhiều mã mình thấy là ở những cái mốc cản là có. Techcombank thì mấy lần trước mình nói rồi nhá, đây hàng thứ nhất là được cái chỉ số, thứ hai là theo cái trạc này thì đang được hỗ trợ ở vùng 91.7 thôi. CTG thì ai muốn mua thì về vùng 27 có thể mua. Cái này có vùng hỗ trợ, có vùng nền 26.9. SHB thì vùng này vùng cản 12.3. Ở dưới này thì đang hỗ trợ là 10.7. Thì Vietcombank thì hỗ trợ nền là 13.6, đang sideways thôi. Mình cũng hay nói về mã này. Cái này thì hôm nay cũng chưa sao nha. Hôm nay thị trường thì sideways mà, gọi là tăng 2-3 điểm thôi, nhưng mà các mã có mã xanh mã đỏ phân hóa nhiều lắm. VCI ví dụ VCI hôm nay em tham chiếu nè, hôm nay thì hỗ trợ vẫn đang ở dưới vùng dưới thôi, 232.8, nhưng mà nè một loạt đỏ luôn. SM thì hỗ trợ chỉ có một điểm mua duy nhất 25.2. VN Direct VND thì đang ở cản cản thì 6.2. VHS thì ở trên đang có cản ở vùng 12 rồi, cản chính VHS SSI hai cũng dưới cản. Nói chung bữa hôm mà gãy 30 là xấu rồi. FBS đang lưng lửng cản ở ngay vùng 8. Aribank thì đang lưng lửng này, mọi người thấy không? Ở trên này là vùng cản chính nhá, mình nói nhiều rồi đó, là vùng 13.6. CTS CTS thì lên đây thì vùng cản chính ở đây nè, 20.2. Không biết tuần này có giữ được cái mốc mà 18.3 không? Nếu mà không giữ được mốc 18.3 thì có khả năng lại bị đạp xíu xuống hỗ trợ. Nếu mà ai mà đang cầm á, mất 17.8 thì nghĩ nên bán. TVB TVB hôm nay có giao dịch không ta? TVC hôm nay không giao dịch luôn. TVB có nè. TVB thì đang ở trên hỗ trợ 4.6. Đây đây, để mình zoom lên được không? Đúng rồi, 4.64. Và hỗ trợ cuối nếu mà để mất 4.3 thì xấu lắm. Chứng khoán hôm nay đỏ, chứng khoán hay nhảy lắm nha mọi người. Nói chung thị trường giờ khó đánh, và ở cái khung khung nhỏ VN cũng đang bị gãy trên Hoa Sen. Mình nghĩ Hoa Sen sẽ có nhịp về 13.6, chắc chắn ở đây mình cũng mua ngay dưới cản. Nam Kim cũng ở dưới cản và sẽ có nhịp, mình nghĩ sẽ có nhịp về 13.6 thôi. Mà phát thì gãy đây thì chắc về lại vùng 19.4. SMC, SMC hôm nay vẫn xanh ha. SMC mình vẫn nói mọi người á là canh vùng 11.2 mình mua được, còn không thì không nên mua. Tại vì cái vùng cản là vùng trên này nhá, 13.5. Mọi người để ý mấy cái con mình nó lại. Đây là H tiến lên thì hỗ trợ 7.2. Mấy con xây dựng HBC. Hòa Bình thì mọi người thấy từ lúc mà gãy nè, một cây gãy nè. Gãy xuống đây thì nó có retest lại một xíu, được hơn nửa cây. Đánh như vậy thì mình nghĩ không nên mua Hòa Bình ở nền 8 đó. Đang chuẩn bị thọc thẳng xuống nền 8 á. Xuống nền 8 thì không còn nền nào hỗ trợ đâu. Vùng này thì nếu mà nền 8 thì may phải xuống nền 7, nền 7.2. 7.2 may ra mới lại trồi lên lại phản ứng ở nền 7.2. Mình sẽ mua HBC. Nhớ mua. KSB, KSB hôm nay vẫn mạnh nè. KSB nếu mà tuần này mà giữ được mốc này thì cũng hơi khó. Giữ được mốc này là như SSI 33. Ở đây không nên mua đâu. Nền nền chính của KSB ở dưới này nè, 23.65. HHB thì đánh thường hay đi theo LCG. Vùng này sẽ là vùng cản chính của SHB nha, lên cái này mình nghĩ là mọi người nên bán là vùng 15. Chắc chắn luôn. Còn vùng này là đã gặp cản rồi nè. Mình nghĩ nhiều khi là ngày mai lại đóng ở phía dưới khoảng 14.2. DGC cản nha. Cảm ơn BGC 37.6. EDC mình lại để trong này. DRH
DRH thì 6.3 là người ngành chính. LCG thì chắc chắn rồi, LCG mình kêu là vùng này mình sọc. 13.6 là vùng cản, mọi người thấy ha. Sọc lên đây đúng không? Sọc lên nền 1 rồi, sọc tới nền 2 thường là sẽ có chuyện giống MB Bank nè, CBC nè, là đang đi trong cái vùng này. Và mấy con đường này. SBT vùng nền chính là 15.5 nhé. Ở đây mình sẽ mua RSS thì có nền ngay dưới, RSS thì có nền cứng hơn xíu, nhưng mà vùng này không nên mua đâu. Đây cạn này, nếu mà vùng này mà đóng ở ngay đây á, vùng sau lại đẹp đạp xuống đây là thành hai đỉnh luôn. 11 là vùng hỗ trợ, những cái đường này nó còn đang ở dưới này thì nó chưa, nó đang đi ngang, nó đợi mấy đường này lên trên này nè, đi lên này nên là phải xe quay chén. VGT 11.5 là vùng hỗ trợ chính, IOM mất 11.5 thì chắc nó lại xuống 10.8, coi sao đang đi ngang như vậy. Cái này ra mà sốc thẳng lên thì ok hơn. TNG thì mốc 20.9 là mốc cản chính rồi. Hỗ trợ TNG nhịp này sẽ là 18.1. TNG hơi tiếc. Hôm qua mình có sọt nhưng mà sọt hơi ít TNG ở vùng này. 20.2 vùng này. Sọt là được giá rồi. Tên được view. View đang về vùng hỗ trợ. Ở đây có một cái hỗ trợ của view là vùng 22.6, mất 22.6 mình nghĩ mọi người nên bán. Còn ai mà gọi là chưa có máu luôn thì để mất 22. Nhìn chạy tuần nhìn giống như kiểu hai đỉnh nhậu hoắt. Dệt may. Bán lẻ. Hỗ trợ của PC World thì 31.8 là hỗ trợ nhé. Nếu như mà tuần này á, tuần này phải rút được cái chân lên thì nó mới ổn được. Rút lên khỏi đây luôn 34.4 á thì mới được. 32.8 và 4.4 thì một phiên được rồi đúng không? Giờ mình đo thử coi. Thì là mai mà mở đây á thì phải tăng. Ui, tăng thôi, tăng lên đây thôi, tăng là lấy lại được khoảng tầm lên đây á. Ok. Bên qua ăn được nửa cái cây nấy nè. Thì khoảng tầm là 34 thôi, lấy lại được 34 hiểu không? Còn không như vậy thì yếu lắm. FRT thì nền nha, nền chính ở đây. Nền như kiểu mà MB Bank vùng 18 ạ. Nền chính là 61.3. Nghe nói hôm nay cũng văn hóa, hát thì mình à, hôm nay có một bé hỏi mình thì mình cũng không mua vì đang đi trong biên như vậy. Đi trong như vậy thì một lên hai đập thôi. Chạc này thì khả năng đập thì chắc chưa. Nhiều khi nó lại đụng 17.5 xong nó lại lên. MWG hôm nay xanh. Với chạc này hy vọng là MWG ngày mai sẽ là một cái phiên tăng mạnh. Thực sự ra cái chạc mà nó vẽ như vậy thì chi chi á, mà thường là nó mà vẽ cao như vậy á thì thường sẽ có một cái nhịp hồi vượt biên luôn, thì có thể là lên được 4 41, có thể lên được 41, mình nghĩ vậy. HG chúng mấy con nông nghiệp HG đó, HG đợt này thì mình nghĩ thì mọi người thấy không, nếu mà lên á, thì thường là cái này nó sẽ lên được xíu xong bắt đầu giờ nó xuống thì nó mới tính sau, chứ nếu mà nó mặc lên như vậy á, thường ít khi nào mà nó xuống thẳng hay lắm, cực kỳ. HG thì mình nghĩ chắc HG thì chắc về lại nền thì mình sẽ mua 6.3. Ở đây mình không mua đâu lưng lửng, thế là G mình không phân tích được nha, không có đáy nữa. BAF thì cũng không có đủ dữ liệu để phân tích. Điện đi, có một số anh chị cho mình mua BC1 thì mình mua, thì vì vùng này dễ thủng lại vùng 27, mà nếu mình thủng vùng này á có thể là nó test lại cái nền dưới này luôn, nền đây nhé, nền 26.5, thì nếu mà ai thích á, thì có thể 26.5 canh mua lại. Còn ở đây mình không mua T2 thì mình cũng mua rồi, sideways up mình khó mua lắm. Cái phương pháp của mình mà gọi là sideways up khó mua lắm. Ghét thì nền này chắc nhá, nền 16 nè. Mình kêu mọi người 16 nền chắc của nó ghét ghét. Mặc dù là dạo này thị trường hơi sideways xíu nhưng mà thôi, mình có nền thì mình chọn nền mình mua. Ri thì hơi yếu, bốn chiếc mà. Đây đụng cạn đây rồi. Yếu khó lắm nha. Nếu mà cuối tuần này mà
đậu ở quanh năm chín thì tuần sau giờ đẹp về thẳng xuống như này hơi khó, bao thì cạn 13.7 rồi, nói nó ghép thì thật ra khó, 14 là liền rồi, nhưng mà với cái cách đánh này á thì nó lình xình dữ lắm, tại vì vùng 15.4 lại đang là cản, vùng quanh quanh đây lại cản này. Nên là để coi sao, đang thấy đang cản của trên này, bắt được trên này thì ok. ADC thì ha, ADC hôm qua mình nói là đang đi trong biên nào, hôm nay vượt biên rồi, vượt biên thì nếu mà retest lại ai thích thì mua, nhưng mà cái cản này mọi người để ý nhá, cản 43.4, cản ADC nhìn mày coi mấy con chất Giang, Đức Giang cũng đang xe quay, và cũng nếu mà nhúng về 49 chắc cũng lình xình rồi, cũng mình nghĩ là sẽ có khả năng lên đó. Với thị trường mà lình xình vậy thì nhiều khi dòng tiền sắp tới lại kiếm vào hóa chất, CV cũng vậy nè, nhưng mà nếu mà mua thì phải cược, tại vì nền của nó không có, nền của mấy con này ở vùng dưới thôi. Coi sơ sơ là đô thì đây 35.4 là cạn à, không sạc ABC, ABC thì hôm nay rút về 27.3 test không được rồi, mình nghĩ ai có thì 27 rút rút lên thì ra ra hàng, mình cũng có ra hàng ở đây cho ra hàng 27.3 luôn, 27.2 27.3, tại vì bữa hôm mà mua là điểm mua của mình là ngay đây 27.25 đúng không, là có một cái điểm mua ở đây nè là 26.5, thì ai mà giữ được 26.5, nếu mất 26.4 thì bán thôi, còn những ai mà mua ở trên này thì tốt nhất nên rút ở đây thôi, bán đợi break đó, có test nền lại rồi mình mua thì mình mua sau. Hậu thì cạn đây 28.1, ở đây thì cũng chưa có gì đang được mây đỡ nha, ai mà đánh theo Ichimoku hay biết mấy cái mây này nó hay đỡ, nhưng mà mây này mới yếu, vậy mới mạnh. D2D, D2D cũng như hôm qua đang ở trên hỗ trợ thôi, tương lượng lắm. SGT cái này hình như không có vuông mấy, 9.000 mấy con không có vuông nó chạy khó chịu lắm. Hy vọng là về đây thì đang được đỡ lại, hy vọng là sẽ chạy thẳng lên đây, nhưng mà tuần này thì vượt lên nhé. Nếu mà ai mà ôm mà khô máu á thì 11.2, nếu mà mất đây thì bán, nên bán. RDG thì vẫn đang sẽ quay, có một cái chân chéo ở đây tuần hỗ trợ ngay vùng 4.3 nha, nhưng mà nếu mà mất 4.3 thì mình nghĩ ai đang ôm nên bỏ. À con tiếp tiếp nền ở đây nhá, 19.65 nhá, nền cũng chứ mình nói ai có thì ôm, chứ còn mua thì trường hơi sợ, cái xanh nói rồi ha, cái xanh vùng này vùng cản chính à, 14.9 vùng đó là vùng sọt. Ok mọi người, thị trường thì hiện tại đang khó đánh thôi, đang gọi là đang nhiễu thì mọi người coi sao ha, rồi gọi là tỷ trọng nó vừa phải thôi. Rồi chúc mọi người ngày mai phiên giao dịch ngày 26 tháng 5 gặp nhiều may mắn nha, ngày mai thứ sáu thì mệt lắm nha, ngày mai thứ sáu mà tây còn bán như vậy á là nhiều khi là thứ sáu đổ máu là có. Nói chung thì cố gắng coi tỷ trọng với lại coi nền mình gồng được tới bao nhiêu, mình nâng cái mức gồng lỗ hay là chốt lời của mình lên nha. Sao rồi, ok rồi, bye bye mọi người cho mình xin một like một subscribe, ai mà cần mã nào á coi phân tích thì mọi người có thể là để lại comment bên dưới nhé. Ok, cảm ơn mọi người.